Xin chào tất cả các em. Cô rất vui được gặp lại các em trong bài học ngày hôm nay. Trước khi đi vào bài học, các em cần chuẩn bị một số vật dụng sau. Thứ nhất là các em cần chuẩn bị sách giáo khoa ngữ văn 6 tập 2 và giở sẵn cho cô trong sách trang 68, 69, 70. Thứ hai là các em chuẩn bị tập viết đầy đủ. Và thứ ba là các em nhớ ghi bài ở những slide có hình bàn tay cầm bút. Và bây giờ chúng ta bắt đầu sang bài học. Như các em đều biết thì trong giao tiếp hàng ngày hoặc là khi chúng ta làm văn, để tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt và làm cho cái sự diễn đạt trở nên hàm xúc, cô đọng, thì chúng ta thường sử dụng những biện pháp nghệ thuật, hay chúng ta thường gọi bằng một tên gọi khác, đó là các phép tu từ. Thế thì bài học hôm trước cô Hân đã dạy cho các em bài biện pháp nghệ thuật nhân hóa. Trước khi đi vào tìm hiểu biện pháp nghệ thuật tiếp theo thì cô có 3 câu hỏi bài cũ dành cho các em. Và các em có 1 phút để xem lại kiến thức cũ. Câu hỏi thứ nhất là nhân hóa là gì, tác dụng của phép nhân hóa. Câu thứ hai, có mấy kiểu nhân hóa. Câu thứ ba, em hãy đặt 2 câu có sử dụng phép nhân hóa. Rồi các em có 1 phút để ôn lại kiến thức cũ. Rồi các em đã tìm ra câu trả lời chưa? Câu trả lời nằm trong phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 58, 57, 58. Nhất về khái niệm nhân hóa. Nhân hóa là gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người. Tác dụng của phép nhân hóa là làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật trở nên gần gũi với con người, biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của con người. Có 3 kiểu nhân hóa. Kiểu thứ nhất là dùng từ vốn gọi người để gọi vật. Ví dụ, lão miệng, bác tai, cô mắt, cậu chân, cậu tay, thì các từ như là lão này, bác này, cô này, cậu này là những từ dùng để gọi người. Ở đây dùng để gọi những bộ phận cơ thể người, những nhân vật đã được nhân hóa lên. Hay là chúng ta thường nghe cái lời bài hát là gì, chị ong nâu, thì cái từ chị ấy được dùng để gọi cho con ong, gọi là đó là phép nhân hóa. Hoặc là gì, ông mặt trời, thì từ ông dùng vốn được dùng để gọi người, lúc này chúng ta dùng để gọi cái sự vật là ông mặt trời, thì đó là phép nhân hóa. Kiểu thứ hai là dùng những từ vốn chỉ hoạt động tính chất của người để chỉ hoạt động tính chất của vật. Ví dụ như ông mặt trời thức giấc, thì trong câu này có từ thức giấc dùng để chỉ hoạt động của con người, mang ra để miêu tả cái sự vật là mặt trời mọc, thì chúng ta gọi đó là phép nhân hóa. Hoặc là kiểu thứ ba là trò chuyện xưng hô với vật như với người. Như trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta. Thì trâu ơi, ở đây con người như đang trò chuyện với gì? Con vật. Thì đó là cái kiểu trò chuyện xưng hô với vật như với người. Như vậy có 3 kiểu nhân hóa. Khi chúng ta đã hiểu phép nhân hóa là gì và các kiểu nhân hóa thì chúng ta có thể đặt câu dễ dàng. Ví dụ như là chị gió đang đi lang thang. Rồi. Hoặc là chú ong nâu vừa gì bay đi. Hoặc là
Chú gà trống vừa cất tiếng gọi báo thức. Hoặc là ông mặt trời hôm nay đi ngủ sớm, vân vân. Có rất nhiều những cái câu ví dụ cho phép nhân hóa. Và cô hy vọng là khi chúng ta viết văn, đặc biệt là văn miêu tả, để cho bài văn trở nên sinh động và hấp dẫn, thì các em nên cố gắng rèn luyện sử dụng những cái phép, như là sử dụng phép nhân hóa, và viết những cái câu văn miêu tả có sử dụng phép nhân hóa để tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt, cũng như làm cho sự vật hiện lên gần gũi sinh động hơn. Thế thì bên cạnh biện pháp nghệ thuật nhân hóa, chúng ta còn rất nhiều biện pháp nghệ thuật khác cũng có cái tác dụng là làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt. Và một trong số những biện pháp nghệ thuật ấy chính là biện pháp nghệ thuật ẩn dụ mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay. Các em lấy vở ghi bài. Vậy thì bài học hôm nay gồm có những nội dung nào? Bài học ngày hôm nay có 3 nội dung chính. Trước hết các em tìm hiểu khái niệm ẩn dụ là gì. Thứ hai, các em sẽ tìm hiểu các kiểu ẩn dụ. Và thứ ba là các em sẽ làm bài tập để khắc sâu kiến thức. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất, ẩn dụ là gì. Các em đọc ví dụ sách giáo khoa trang 68, mục 1 La Mã. Trong khổ thơ dưới đây, cụm từ người cha được dùng để chỉ ai, vì sao có thể ví như vậy? Anh đội viên nhìn bác, càng nhìn lại càng thương, người cha mái tóc bạc, đốt lửa cho anh nằm. Đây là những câu thơ trong bài thơ Đêm nay bác không ngủ của nhà thơ Minh Huệ. Vậy theo các em, từ người cha đây được dùng để chỉ ai? À, chúng ta đã học bài thơ này rồi. Thì chúng ta biết bài thơ này viết về bác, cho nên từ người cha đây là chỉ bác Hồ. Vậy thì tại sao tác giả Minh Huệ lại mượn hình ảnh người cha để chỉ bác Hồ? À, vì bác Hồ có những phẩm chất giống như là gì? À, một người cha đối với chúng ta, đó là bác chăm lo cho giấc ngủ của những anh đội viên. Hay nói cách khác, giữa bác và người cha có nét tương đồng về phẩm chất. Thế thì ở đây, trong cái ví dụ này chúng ta thấy là tác giả không gọi là bác Hồ mà lại dùng từ gì? Người cha để gọi bác Hồ. Vậy thì chúng ta có thể gọi phép ẩn dụ là gì? Là gọi tên sự vật A bằng sự vật B dựa trên cái nét gì? Tương đồng. Và đây chính là biện pháp nghệ thuật gì? Ẩn dụ. Ẩn dụ là gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác có nét tương đồng với nó. Gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên của sự vật hiện tượng khác có nét tương đồng với nó. Ở đây người ta gọi bác Hồ bằng một cái tên khác, đó là gì? Người cha. Vì giữa bác Hồ và người cha có nét tương đồng về phẩm chất, đó là cùng chăm lo yêu thương cho những đứa con. Vậy thì muốn có phép ẩn dụ thì phải có hai sự vật và giữa chúng phải có nét gì? Tương đồng. Hay người ta còn gọi một cái cách khác ẩn dụ, đó là phép gì? So sánh ngầm. Vậy thì tác dụng của phép ẩn dụ là gì? Chúng ta thử thay từ người cha trong câu thơ này bằng từ bác Hồ xem nó khác nhau như nào về sự diễn đạt. Anh đội viên nhìn bác, càng nhìn lại càng thương, bác Hồ mái tóc bạc, đốt lửa cho anh nằm. Như vậy chúng ta dùng từ bác Hồ cũng được, nhưng mà sẽ không gợi lên được cái tình cảm của bác dành cho những anh đội viên. Như vậy ở đây tác giả dùng từ người cha để gợi lên, thứ nhất là cái sự kính trọng của nhà thơ dành cho bác, và thứ hai là nói lên cái tấm lòng của bác dành cho những anh đội viên cũng gì, cũng bao la, cũng thiêng liêng, cũng cao cả như là tấm lòng của người cha dành cho những đứa con. Hay nói khác, giữa bác và người cha tương đồng về phẩm chất, cho nên mới dùng từ người cha để gọi gì? Bác Hồ. Và tác dụng đây là làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt. Câu hỏi 2 trong sách giáo khoa trang 68 mục 1 La Mã là: cách nói này có gì giống và khác với phép so sánh?
Ở đây ẩn dụ nó là so sánh ngầm. Rồi. Các em đánh dấu cái mục ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 68. Ẩn dụ là gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt. Các em nhớ cái cụm từ đó là gì? Nét tương đồng. Có nghĩa là hai sự vật này phải có cái sự giống nhau ở một nét nào đó thì người ta mới có thể sử dụng phép ẩn dụ. Còn nếu như không có nét tương đồng thì không thể sử dụng được phép ẩn dụ. Rồi, gạch chân cho cô cái cụm từ này trong sách giáo khoa. Nên sang mục 2, tìm hiểu về các kiểu ẩn dụ. Các em đọc ví dụ trong sách trang 68-69. Câu hỏi 1: vì sao các từ in đậm dưới đây được dùng để chỉ những sự vật hiện tượng nào và vì sao có thể ví như vậy? Về thăm nhà bác làng Sen, có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng. Trong ví dụ này có hai từ in đậm, từ thứ nhất là từ thắp. Hàng râm bụt ở đây các em hiểu đó là hàng hoa râm bụt. Và ngày xưa thì hoa râm bụt thì nó chỉ có một màu, nó là màu đỏ thôi. Thế thì cái từ thắp ở đây chính là gì đây? Nở hoa. Vì sao tác giả có thể ví như vậy? À, vì nó giống nhau về gì đấy? Về cách thức. Rồi. Từ thứ hai là từ lửa hồng. Đố các em biết là từ lửa hồng trong câu thơ này dùng để chỉ cái màu sắc gì? Lửa hồng tức là chỉ màu gì đây? Màu đỏ. Giống nhau về hình thức. Màu đỏ của hoa dâm bột giống nhau về hình thức. Vậy chúng ta có cái kiểu ẩn dụ thứ nhất là ẩn dụ cách thức, giống nhau về cách thức. Và thứ hai đó là gì? Ẩn dụ về hình thức. Rồi, câu hỏi số 2 trang 69. Cách dùng từ trong cụm từ in đậm dưới đây có gì khác biệt so với cách nói thông thường? Chao ôi, con sao trông con sông, vui như thấy nắng giòn tan sau kỳ mưa dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng. Trong câu văn này của nhà văn Nguyễn Tân có một cái cụm từ được viết rất đặc biệt, đó là gì? Nắng giòn tan. Thế sự vật được nhắc đến đây đó là gì? Là nắng. Bình thường chúng ta cảm nhận nắng bằng những giác quan nào? À, bằng thị giác đúng không? Nắng thì phải quan sát bằng thị giác. Thế nhưng mà cụm từ nắng giòn tan, từ giòn được cảm nhận bằng gì? Bằng giác quan nào? À, bằng vị giác. Và bằng gì? Thính giác. Như vậy, cái sự vật ở đây lẽ ra phải cảm nhận bằng thị giác thì người ta lại chuyển đổi cảm giác, cảm nhận bằng gì? Vị giác và thính giác. Nghe nó giòn tan, nó là thính giác. Như vậy đây chính là gì? Có một sự tương đồng về cảm giác. Và chúng ta có cái phép ẩn dụ thứ ba, đó là ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. Rồi, và chúng ta nhìn lại cái ví dụ ở mục 1 La Mã. Giữa người cha và bác Hồ giống nhau về gì? Phẩm chất, tương đồng về phẩm chất. Chúng ta có kiểu ẩn dụ thứ tư, đó là ẩn dụ phẩm chất. Như vậy có mấy kiểu ẩn dụ các em? À, có 4 kiểu ẩn dụ: ẩn dụ cách thức, ẩn dụ hình thức, ẩn dụ chuyển đổi cảm giác và ẩn dụ về gì? Phẩm chất. Ẩn dụ cách thức thì dựa trên nét tương đồng về cách thức, ẩn dụ hình thức thì dựa trên nét tương đồng về hình thức, ẩn dụ về cảm giác thì tương đồng về cảm giác và ẩn dụ về phẩm chất thì tương đồng về phẩm chất. Đó là 4 kiểu ẩn dụ. Chúng ta có thể ghi lại cái sơ đồ này để dễ nhớ bài. À, vậy là chúng ta đã đi xong 2 mục lý thuyết của bài học.
ẩn dụ là gì, các kiểu ẩn dụ. Bây giờ chúng ta sang phần 3 La Mã, làm bài tập luyện tập để khắc sâu kiến thức. Các em dở sách giáo khoa trang 69-70. Bài tập 1, người ta hỏi là so sánh đặc điểm và tác dụng của ba cách diễn đạt sau đây. Tiếng gì đây? Tiếng cười. Như vậy chúng ta nhìn lại bài tập, ba bài tập trong sách giáo khoa, chúng ta đã tìm hiểu hết rồi. Và bây giờ cô tin là các em đã hiểu là thế nào là biện pháp nghệ thuật gì? Ẩn dụ. Và cô rất mong là trong những bài văn miêu tả sắp tới đây, các em sẽ biết vận dụng phép nhân hóa, so sánh, ẩn dụ để bài văn của chúng ta trở nên hay hơn, hấp dẫn hơn, sinh động hơn. Này, cô có phần dặn dò dành cho các em. Sau bài học này thì các em cần xem lại phần lý thuyết, đặc biệt là hai cái khung ghi nhớ trang 68-69. Các em làm lại vở bài tập vào trong vở, làm lại bài tập vào trong vở và chuẩn bị cho cô bài lựa của nhà thơ Tố Hữu. Các em cần đọc và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa trang 76. Học thuộc được bài thơ trước thì càng tốt. Này, hy vọng là với phần hướng dẫn của cô thì các em sẽ hiểu bài ẩn dụ và giải được các bài tập, cũng như là biết vận dụng vào viết văn. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.